các toan tính của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga phản ánh một chiến lược quân sự và chính trị phức tạp nhằm đạt được các mục tiêu quốc gia quan trọng. Từ khi chiến tranh toàn diện nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Ukraine đã tập trung vào việc củng cố khả năng phòng thủ và phản công nhằm giành lại lãnh thổ đã mất và bảo vệ an ninh quốc gia. Một phần quan trọng trong chiến lược của Ukraine là việc huy động sự hỗ trợ từ các quốc gia phương Tây, bao gồm viện trợ quân sự, tài chính và nhân đạo. Ukraine đã thực hiện các cuộc phản công quan trọng như việc giành lại Kharkiv và Kherson nhằm củng cố kiểm soát ở những khu vực chiến lược. Chiến lược của Ukraine còn bao gồm việc duy trì sự đoàn kết nội bộ và thúc đẩy các cuộc cải cách để tăng cường sự ổn định và hiệu quả của chính phủ. Đồng thời, Ukraine cũng tập trung vào việc giữ vững sự ủng hộ quốc tế và áp lực lên Nga qua các biện pháp ngoại giao và trừng phạt kinh tế. Những tính toán này đều hướng đến việc giảm thiểu thiệt hại, tăng cường sức mạnh quân sự và chính trị, đồng thời tạo điều kiện cho một giải pháp hòa bình lâu dài trong cuộc xung đột. Ukraine mở rộng cuộc tấn công, Mỹ ngỡ ngàng với kế hoạch không ngờ sau vùng Kursk. Mỹ vẫn chưa rõ ràng về các bước đi tiếp theo của Ukraine sau khi nước này khởi động một chiến dịch quân sự xuyên biên giới vào khu vực Kursk của Nga. Cuộc tấn công này đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng quốc tế và tình hình đang trở nên ngày càng phức tạp hơn. Đã hơn 2 tuần kể từ khi Ukraine thực hiện cuộc xâm nhập vào vùng Kursk và trong khoảng thời gian này, các chính trị gia và nhà lãnh đạo Ukraine đã bắt đầu thảo luận về việc thiết lập một vùng đệm an ninh ngay tại miền Tây nước Nga. Đây là một chiến lược được đưa ra nhằm củng cố vị trí của Ukraine và đảm bảo an toàn cho các lực lượng của mình trong bối cảnh tình hình chiến sự vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong tuần giao tranh đầu tiên, Kiev tuyên bố sẽ kiểm soát được gần 1.036 km2 lãnh thổ của Nga. Khu vực này có diện tích gần bằng thành phố Los Angeles ở Mỹ, cho thấy quy mô và mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ hiện nay vẫn chưa rõ liệu Ukraine sẽ tiếp tục mở rộng cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga bao xa, cũng như dự định kiểm soát khu vực Kursk trong thời gian bao lâu. Mặc dù vậy, quan chức Mỹ tin rằng Ukraine không có kế hoạch duy trì sự kiểm soát lâu dài đối với lãnh thổ Nga. Một trong những lý do được đưa ra để giải thích cho điều này là Ukraine vẫn chưa thực hiện các biện pháp phòng thủ đầy đủ để bảo vệ binh lính và thiết bị của mình khỏi các cuộc đáp trả có thể xảy ra từ phía Nga. Cụ thể, Ukraine chưa đào đủ các loại chiến hào cần thiết, một công việc quan trọng để bảo vệ lực lượng quân sự khỏi các cuộc tấn công phản công từ đối phương. Hơn nữa, Ukraine cũng chưa giải mìn để làm chậm sự phản công của Nga và cũng không xây dựng các rào chắn để làm chậm bước tiến của xe tăng Nga. Điều này cho thấy một số thiếu sót trong công tác chuẩn bị phòng thủ. Chuyên gia Sarah Jones thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở tại Mỹ đã nhận định rằng các diễn biến xung đột trong thời gian qua cho thấy rằng việc làm chậm tốc độ tiến quân của đối phương chỉ có thể đạt được thông qua phòng thủ theo chiều sâu. Ông Jones nhấn mạnh rằng nếu Ukraine không kết hợp việc sử dụng chiến hào và mìn, việc duy trì và bảo vệ lãnh thổ kiểm soát được sẽ gần như là không thể thực hiện được. Các quan chức và nhà phân tích Mỹ cho rằng khi Ukraine kiểm soát được nhiều lãnh thổ hơn thì thách thức trong việc bảo vệ thành quả cho khoảng 10.000 quân Ukraine đang hiện diện tại Kursk sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng. Trong khi đó, một quan chức Lầu Năm Góc đã cho biết rằng sự chậm trễ trong việc xây dựng các công sự phòng thủ của Ukraine không nhất thiết chứng tỏ rằng Kiev không có ý định kiểm soát lâu dài lãnh thổ Nga. Một quan chức giấu tên đã cho rằng Ukraine có thể đang tìm cách xây dựng các vị trí phòng thủ sâu hơn bên trong nước Nga, mở rộng phần lãnh thổ mà nước này đã kiểm soát để tạo thêm vùng đệm. Điều này cũng phản ánh tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tổng thống Zelensky đã công khai tuyên bố rằng việc thiết lập một vùng đệm an ninh là một phần trong chiến lược dài hạn của Ukraine để bảo vệ quốc gia khỏi các cuộc tấn công tiếp theo. Nhận định về chiến dịch tấn công xuyên biên giới táo bạo của Ukraine vào ngày 6 tháng 8, tướng Christopher Cavoli, chỉ huy quân sự hàng đầu của NATO, đã nhận xét rằng chiến dịch này đã tạo ra tác động gây sốc đối với người Nga
họ đã bị sốc trước quy mô và sự quyết liệt của cuộc tấn công. Nhưng điều này sẽ không kéo dài mãi mãi. Nga sẽ tổ chức lại lực lượng và có những phản ứng tương ứng để đối phó với tình hình. Để đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi khu vực Kursk, phía Nga có thể cần huy động từ 15 đến 20 lữ đoàn với ít nhất 50.000 quân. Các chuyên gia nhận định rằng hiện tại Nga không đủ số lượng quân như vậy để tập trung cho khu vực Kursk. Cho đến thời điểm hiện tại, cuộc tấn công của Ukraine đã kiểm soát được một số khu định cư và một thị trấn ở Nga, song vẫn chưa đạt được mục tiêu quan trọng là thu hút một số lượng lớn quân Nga từ miền đông Ukraine để tiếp viện. Nga chủ yếu điều các đơn vị dự bị và quân đội từ các khu vực ở phía nam và đông bắc Ukraine, những khu vực không nằm trong chiến dịch chính của Moscow tiến về thành phố Podolsk. Nga gây tổn thất nặng nề cho Ukraine, Mỹ phát động trừng phạt nhắm vào 400 cá nhân và công ty. Theo báo Vietnamnet, ngày 23 tháng 8, hãng tin Reuters dẫn lời thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc nhóm lực lượng phía Bắc của Nga được hỗ trợ bởi không quân và pháo binh đã đạt được thành công lớn trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine ở gần các khu định cư như Boki, Malaya, Lodnia. Ngoài ra, các cuộc tấn công của Ukraine ở các phương hướng khác như Komarovka, Korenevo, Martinovka và Ruskaya, Konobenka cũng đã bị ngăn chặn hiệu quả. Trong chiến dịch này, các lực lượng Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề, bao gồm việc mất khoảng 70 quân nhân, 2 xe bọc thép cá nhân và 1 ô tô. Đồng thời, các đơn vị trinh sát và tìm kiếm của Nga đã tiếp tục phát hiện và tiêu diệt các nhóm phá hoại của Ukraine, những người đã ẩn náu trong các khu rừng rậm nhằm cố gắng xâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Bên cạnh đó, quân đội Nga cũng tiếp tục gây sức ép lên lực lượng đối phương bằng các cuộc không kích và nã pháo nhằm vào một số lữ đoàn Ukraine đang hoạt động rộng khắp khu vực. Theo ước tính của Moscow, kể từ khi Ukraine bắt đầu chiến dịch đột kích xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đã phải gánh chịu thiệt hại nghiêm trọng. Con số ước tính tổn thất của Ukraine bao gồm khoảng 5.137 binh sĩ, 69 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 55 xe bọc thép chở quân, 350 xe chiến đấu bọc thép, 34 đơn vị pháo binh, 5 hệ thống tên lửa phòng không, 11 bệ phóng MLRS. Trong đó, có 3 bệ phóng HIMARS do Mỹ sản xuất cùng với nhiều thiết bị hạng nặng khác. Trong khi đó, chính phủ Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt mới vào cùng ngày nhằm đáp trả hành động của Nga. Các biện pháp trừng phạt này nhắm vào 400 công ty, cá nhân trên toàn cầu, bao gồm cả con trai và vợ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov. Danh sách trừng phạt cũng bao gồm 46 công ty và một công dân Trung Quốc, cũng như các cá nhân và thực thể ở Belarus, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ, Áo, Thụy Sĩ và Liechtenstein. Theo Russia Today, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới vào ngày 23 tháng 8, trùng ngày với ngày độc lập của Ukraine, nhằm thể hiện sự ủng hộ tiếp tục của Washington đối với Kiev trong cuộc xung đột với Moscow. Lệnh trừng phạt được mở rộng sang các cá nhân và thực thể ở châu Á, châu Âu và Trung Đông. Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemov nhấn mạnh, các công ty, tổ chức tài chính và chính phủ trên toàn thế giới cần phải đảm bảo rằng họ không hỗ trợ chuỗi cung ứng công nghiệp quân sự của Nga. Bộ Tài chính Mỹ cho biết khoảng 10 mạng lưới riêng biệt bao gồm hơn 100 cá nhân và tổ chức ở 16 khu vực pháp lý, bao gồm Trung Quốc, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bị cáo buộc có liên quan đến ngành công nghiệp quân sự của Nga. Mỹ và các đồng minh đã áp đặt hơn 22.000 lệnh trừng phạt đối với Nga kể từ năm 2014 nhằm gây sức ép và thể hiện sự phản đối đối với hành động quân sự của Nga. Nga buộc tội nhà báo CNN vượt biên trái phép. Theo Russia Today và Interfax, hai nhà báo làm việc cho đài truyền hình RAI của Italia cùng hai phóng viên Ukraine là Olesya Borovic và Diana Busko cũng bị cáo buộc tương tự. Cơ quan an ninh Nga FSB cho hay các nhà báo trên sẽ sớm bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế. Nó bị kết tội theo điều 322 của Bộ luật hình sự Nga. Họ có thể phải đối mặt với 5 năm tù. Lực lượng Ukraine đã tràn vào Sudza trong một cuộc đột kích xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga vào hôm 6 tháng 8. Dù nhiều cư dân Sudza đã rời khỏi khu vực này, nhưng một số dân thường vẫn ở lại. Wans là thành viên của một nhóm nhà báo phương Tây đến Sudza theo lời mời của chính phủ Ukraine.
họ di chuyển bằng xe bọc thép cùng với các binh sĩ Ukraine, quay phim những tòa nhà bị hư hại tại trung tâm Sudza và nói chuyện với những người dân ở lại. Phóng viên Anderson Cooper của CNN cho hay, quân đội Ukraine tháp tùng phóng viên Walsh xem lại các video đã quay trước khi phát vì lý do an ninh. Theo Cooper, người Ukraine không có quyền biên tập các bản tin của CNN. CNN đã bác bỏ cáo buộc của Nga và khẳng định hãng này đưa tin thực tế, khách quan về quan điểm của Nga lẫn Ukraine về cuộc xung đột và rằng nhà báo Walsh đã hành động theo đúng các quyền được Công ước Geneva và luật pháp quốc tế trao cho các nhà báo. Trong khi đó, Moscow cáo buộc các nhà báo phương Tây vượt biên giới để đưa tin là tuyên truyền thay cho Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong tuần này lập luận, các nhà báo nước ngoài đi cùng quân đội Ukraine đã giữ im lặng về những tội ác chống lại dân thường của Kiev và thao túng dư luận.